Tối hôm nay Sài Gòn cái lần mái các bạn, chúng ta cùng nhau mì xào ha, mì xào tôm thịt Malaysia của chính người Malaysia luôn ở ngay quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Món thứ hai là cà ri lạp xá, cái món này là món mình rất là thích nè. Đây các bạn, đó, nhìn nó hơi thấy đã rồi. Và đây là đường Tôn Đức Thắng quận nhất các bạn ha. Tối hôm nay nhìn bầu trời rất là đẹp, màu xám xám, ánh đèn vàng. Bên phía tay trái là những khách sạn lớn sáng loáng luôn. Bên góc tay phải nhìn xa xa chính là tòa nhà cao nhất ở Sài Gòn, The Landmark 81. Và từ Tôn Đức Thắng chúng ta sẽ chạy về hướng ngã tư Hàng Xanh, sau đó quẹo phải vào đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Và chạy tới khúc này các bạn nhìn bên phía tay phải cây cầu Thủ Thiêm 2 hiện tại vẫn chưa lắp hệ thống đèn LED nha, trên vẫn tối. Nếu mà có hệ thống đèn LED lên mình nghĩ sẽ rất là đẹp. Và đây ngã tư Hàng Xanh, chúng ta quẹo phải vào đường Điện Biên Phủ, chạy chút xíu nữa chúng ta sẽ quẹo vào hẻm 602. Rồi, chúng ta chuẩn bị quẹo vào hẻm 602 ha, tiệm quán 602 xuyệt 41E. Rồi, đến đây các bạn lưu ý ha, phía trên có cây cầu và bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải. Các bạn lưu ý nha, rẽ phải dưới cái cầu đó, đó, GS25, một cái siêu thị, rẽ phải vô. Và cái quán nằm ở phía tay trái, M Kitchen. Đây, các bạn lưu ý, quan sát, đó, quán đó. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối ngày 11 tháng 7 năm 2022 và mình đang có mặt ở quán Em Kitchen ở số 602 xuyệt 41E, đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Đây là một quán ăn của người Malaysia, ẩm thực Malaysia và Singapore ha. Mình mới vừa xem trên trang Facebook thèm thèm món Malaysia thì mình ghé qua đây. Rồi, chúng ta bước vào quán nha. Hai chị đó là người Malaysia. Đó, quán ăn nhỏ gọn thôi, hiện tại cũng khá là tối rồi. Quán mở cửa tới 9 giờ cho nên hiện tại cũng thấy không khách. Một số cái món ăn ở trên bức tường. Yeah, thank you. Và đây là phần thực đơn các bạn nha. Rồi, Quy mở ra Quy. Em Kitchen. Đầu tiên có một phần mình rất là thích chính là cái phần cà ri mì, bún mì vàng cà ri lạc xá các bạn ha. Cái phần này có giá 138.000 đồng. Thì Huy chưa từng đi Malaysia và cũng chưa từng biết cái vị thế này.
do đó mình order, mình gọi cái phần này nha. Kéo qua đó Quy. Cái món thứ hai mình ăn trong bữa tối hôm nay chính là mì xào tôm thịt Malai đây các bạn. Hokkien. Hokkien. Cái phần này có giá là có sao hay để giá ta. Nhìn ở bên đây nè. KL Hokkien mì 148.000 đồng hả? Wow. Phân khúc đẹp, phân khúc giá tầm cao các bạn. Đó. Muốn ăn vị của Malaysia hoặc Singapore thì phải chịu cái cung giá này thôi. Trực tiếp đâu Quy. Ok. Đây còn gì nữa đây? Bánh xếp curry gà khoai tây 38.000 đồng cho 2 miếng. Rồi tiếp tục. Trứng chiên thì 10.000 đồng một trứng. Ok. Qua coi cái phần cơm coi. Nasi lemak. Cơm dừa lá chuối Malaysia. Thì cái phần này có giá trong khoảng độ bao nhiêu đây? 128.000 đồng, 138.000 đồng cho phần cơm. Rồi ok. Như vậy là mình gọi hai món ha. Đầu tiên món curry đặc xá. Cái món thứ hai chính là cái món mì xào phụ kiến. Rồi ok đủ rồi. Đợi món ăn thôi. Phần ăn mình đã đến ha. Đầu tiên là dĩa mì xào tôm thịt Malaysia. Dĩa này có giá 148.000 đồng. Đây các bạn thấy nè. Quay em dùng đôi đũa em xóc cái cọng mì lên các bạn quay. Đó. Mì xào đen nha. Mình còn nhớ cái vị nó sẽ là vị béo béo. Nếu không sai. Hồi trước mình đi KL là Kuala Lumpur ở Chinatown thì có ăn qua loại mì này. Không quá. Ừ. Rồi món thứ hai là món mình order cho Quy. Đây chính là món curry lạp xá. Cái món này mình cũng rất là thích luôn. Quy em dùng cái đồ đũa em lắp lên đi Quy. Có cái cọng mì của Quy. Rồi đẩy cọng mì lên. Đây là dạng cọng mì vàng Phúc Kiến. Rồi ở trong đây các bạn sẽ để ý là thấy là có cái trứng nè, có đậu hũ nè. Rồi có cá viên nè. Cái mì cái đó, nó giống dạng cá viên rồi nó chả. Thơm lắm các bạn, thơm phức luôn. Và cái phần này có giá là 138.000 đồng. Có đậu đậu bún nữa. Nói chung là phân khúc tầm cao dành cho những người thích ăn vị lạ Malaysia và Singapore. Thực sự thì cái phân khúc giá này nhá, mình cảm thấy là còn cao hơn ngay cả ở Malaysia và Singapore. Ở Malaysia và Singapore tính ra 138.000 đồng là tương đương khoảng độ 6-7 đô. Ok, ăn thì phải chịu thôi. Rồi, chúng ta thấy cái phần từ ớt với phần sốt nha. Rồi ăn đi Quy. Ok, mỗi người thưởng ít. Chủ ở đây là người Malaysia. Mình với Quy vừa ăn xong một phần mì xào Malaysia và phần curry lạc xá. Và sau đây là phần nhận xét của Quy về cái phần curry lạc xá lần đầu tiên so với các loại curry của Việt Nam. Rồi, em thấy thích hay không? Curry này á, đối với em ăn lần đầu tiên á, thích thì em cũng không thích cái vị. Nhưng mà nó không có vị ngọt, nó có cái vị cay, béo nhẹ. Và ở đây là có nửa miếng trứng với ba cục đậu hũ. Ok. Với hai ba miếng chả. Cái đó như là có một con tôm thôi, mà cái giá của nó là 138 hơi cao. Và cái bún mì vàng này nè. Dẫn ăn chung với cà là cà ghi á thì nó tăng lên cái độ béo. Rồi đầu tiên mình nhận xét các bạn ha, về cái phần cà ri này đúng cà ri Malaysia. Cái phần cà ri thì mình lại khác với Quy, mình là thích cái phần cà ri này. Cà ri này khác với cà ri người Việt, cũng khác với cà ri của người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Ở đây cái vị thơm nó rõ ràng là thơm, cay nhẹ. Cái phần cộng mì vàng ngon. Đậu hũ ok, tôm tươi, phần trứng bình thường. Tuy nhiên cái giá 138.000 đồng cho cái phần nguyên liệu này chỉ có một con tôm thôi, mình cảm thấy phân khúc giá này thật sự là cao. Chẳng qua là dành cho những người Malaysia, Singapore hoặc những ai thèm cái vị này thì mới ghé qua đây thôi. Có một cái điểm mà Quy chưa nhận xét, đó chính là cái phần mắm ruốc Malaysia này. Phần này sao? Cái phần này á, nó kiểu như là nó đối với em là mình em ăn mắm ruốc thì mùi mắm ruốc nó quen rồi. Còn cái phần mắm ruốc của người Malai này á, nó cay mà nó the nhẹ nhưng mà nó không có độ mặn. Đúng. Nó không có độ mặn nhiều nhưng mà nó làm vừa miệng ăn. Bây giờ mình chấm mình ăn không nó cũng ngon nữa. Chứ không cần chấm với là dưới đồ ăn luôn á. Có nghĩa là hôm nay sự phát hiện của em là thấy cái phần em thích cái phần nó chấm của họ. Ok, em thích cái phần mắm ruốc Malaysia. Rồi qua để đi dĩa mì của mình.
Nãy mình lộn với một cái phần mì mình được từng ăn ngay tại khu Chinatown của KL. Thì cái phần mì đó cũng như là mì đen, tuy nhiên nó sẽ có một cái loại sốt rồi làm cho cái cọng mì nó béo á. Ở đây cái mì xào tôm thịt Hokkien này thì nó vị rất là đậm đà, cọng mì ngon. Tuy nhiên phần nước sốt họ cho vô nhiều quá thì ăn một lúc á, sẽ cảm thấy có cái vị nó nhân nhẫn, đúng không? Đắng nhẹ. Nó đắng nhẹ. Ở đây được đúng hai con tôm, một chút xíu thịt và cái gì quên rồi, cái mỡ đó, mỡ heo đó, tép mỡ. Thì trong hai cái tô và cái dĩa này thì mình thích cái phần cà ri lạc xá hơn. Cái mì này đối với mình là ok và mình rất là thích cái mảng mắm ruốc. Nói chung ăn là để cho gọi là nhớ cái vị Malaysia một thời mình đã từng ở đó thôi, đi làm. Chứ còn những cái xuất sắc thì đối với mình không có xuất sắc. Và phần khúc giá này thực sự cao quá cho cái lượng nguyên liệu. Mình đang ăn xong cái phần mì xào tôm thịt Malaysia. Ở đây Huy ăn sắp hết cái phần tô cà ri lạc xá và phát hiện ra thực ra đây có hai con tôm chứ không phải một con tôm. Ok. Nhưng mà đối với em á thì những cái món tôm, trứng, đậu hũ thì đối với em thì cái tôm nguyên liệu nó bình thường. Chẳng qua là nó chỉ có cái vị cà ri lạc xá Malaysia thôi. Khác biệt là cái nước thôi. Cái nước thôi. Còn cái cọng bún mì này thì mình vẫn ăn hoài. Quy mới vừa cười, Quy nói là cái 138.000 đồng á, nếu một tô gọi là tô của người Việt mình á, gọi là bún cà ri của người Việt mình sẽ cực kỳ xuất sắc trong cái mảng về đúng rồi, về cái nguyên liệu nhiều. Rồi một lần nữa địa chỉ các bạn 602/41E Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, số điện thoại 0901342035. Bạn nào từng ở Malaysia, Singapore nhớ về ẩm thực của Malaysia, Singapore có thể ghé qua đây. Riêng bạn nào gọi là ăn quen với kiểu của khu vực trời lớn thì mình không có khuyến khích qua đây thực sự luôn. Và cả người Việt nữa. Còn bạn nào thích khám phá ẩm thực, chưa từng đi Malaysia, chưa từng đi Singapore, muốn khám phá ẩm thực thì có thể qua đây ăn thử để xem có hợp vị không, có thích hay không.